Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay học là bài thuốc điều trị gút từ các cây thuốc nam quanh nhà và hướng dẫn lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp cho từng loại da. Tiểu mục hỏi đáp y tế là thông tin những điều cần biết về bệnh nổi mề đay do dị ứng thời tiết. Câu chuyện y tế cuối chương trình là cảnh báo về tình trạng gia tăng trẻ bị mắc bệnh viêm đường hô hấp do thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo đông y, bệnh gút được gọi là thống phong, thuộc thể phong thấp nhiệt. Nếu không được điều trị sớm sẽ gây phá hủy khớp, biến dạng khớp và làm suy giảm chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể. Việc dùng các cây thuốc nam để điều trị gút được nhiều người lựa chọn bởi nguyên liệu tự nhiên nên an toàn, không sợ tác dụng phụ, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với lương y Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Lâm để cùng tìm hiểu về cách điều trị và phòng ngừa căn bệnh gút từ một số vị thuốc nam quen thuộc mà hiệu quả. Quý khán giả có thể dùng những vị thuốc nam quanh nhà dễ kiếm, thân thiện và tác dụng tương đối cao. Thứ nhất, các bạn dùng Inalot và Tía Tô và Nghệ Vàng. Sự kết hợp hài hòa của ba vị thuốc nam này mang lên một tác dụng rất kỳ diệu. Không những là hỗ trợ bộ máy tiêu hóa và có tác dụng chống viêm, giảm đau rất thần kỳ đối với những bệnh thống phong hay gọi là bệnh gút đấy. Cách sử dụng thì ta dùng những vị này, có thể dùng luôn những vị thuốc tươi này đấy, xay sinh tố hoặc đun ba vị với nhau dùng uống trong ngày. Khán giả có thể dùng dâu má, có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc gan, hỗ trợ đào thải axit uric. Chúng ta có thể sử dụng là xay sinh tố hoặc làm thức ăn rau sống ăn trong bữa ăn hàng ngày đều có thể mang lại lợi ích giúp chúng ta thành lọc cơ thể được tốt. Đặc biệt quý khán giả hãy dành thời gian trong ngày thư giãn để thưởng thức ly trà rất gần gũi, dễ kiếm nhưng vô cùng tác dụng. Đó là ta sẽ dùng một ly trà hoa cúc, sẽ có tác dụng thanh lọc giải độc tạng gan, giúp ổn định huyết áp, thư giãn tinh thần và sẽ quên đi mệt mỏi và giảm được căng thẳng. Và chúng ta có thể sử dụng một ly trà gọi là ly trà xanh, cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch và giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Một ly trà vối tươi vừa có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc và cơ bản nó có tác dụng hỗ trợ đào thải axit uric. Để phòng bệnh được tốt thì chúng ta nên xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt, lao động, học tập, nghỉ ngơi nó phù hợp và không nên dùng nhiều những chất kích thích như bia, rượu, trà, cà phê, thuốc lá. Và nên khi sử dụng đồ uống thì ta nên sử dụng đồ uống là nước khoáng, không ga. Và khi đã phát hiện cái bệnh thống phong cấp tính, chúng ta nên sử dụng thuốc và điều chỉnh cái lối sống thích hợp, đừng để bệnh trở thành mãn tính sẽ gây dai dẳng và khó chịu. Sữa rửa mặt là một món không thể thiếu trong bộ chăm sóc da. Bỏ qua bước làm sạch da nghĩa là đồng nghĩa với việc tước bỏ cơ hội sở hữu làn da sáng khỏe và mịn màng. Việc hiểu được da đang cần gì là cực kỳ quan trọng bởi mỗi người có cấu trúc da khác nhau nên chọn sữa rửa mặt cũng khác nhau. Sau đây chị Phan Ngọc Dung, chủ cơ sở spa tại huyện Tiên Lữ sẽ chia sẻ bí quyết giúp quý vị có thể lựa chọn được loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da. Thưa quý vị khán giả, trong chăm sóc da chuẩn y khoa thì việc chúng ta sử dụng mỹ phẩm đắt tiền sẽ không mang lại hiệu quả cao bằng việc chúng ta sử dụng mỹ phẩm phù hợp. Và để làn da của chúng ta luôn khỏe mạnh, săn chắc và tươi trẻ thì việc sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da là điều tiên quyết. Vậy đối với mỗi loại da chúng ta cần phải sử dụng sữa rửa mặt như thế nào? Ở Việt Nam thì da sẽ được chia thành 5 loại cơ bản, đó chính là da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Trên thị trường hiện nay thì sữa rửa mặt được sản xuất dưới 3 loại kết cấu. Thứ nhất là dạng gel, thứ hai là dạng tạo bọt và thứ ba là dạng kem. Đối với da thường, đây là loại da lý tưởng nhất đối với tất cả chị em. Và đối với loại da này thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ loại sữa rửa mặt nào, miễn là sau khi rửa mặt xong da của chúng ta sẽ không bị khô, đảm bảo được sạch và phù hợp với kinh tế của chúng ta là được.
Thứ hai là đối với da khô. Da khô là loại da vừa thiếu dầu vừa thiếu nước. Và sữa rửa mặt được ưu tiên hàng đầu đó chính là sữa rửa mặt dạng có kết cấu dạng gel. Dạng gel là sữa rửa mặt có kết cấu chứa hàm lượng nước lớn nhất. Do đó, dạng gel sẽ cuốn trôi đi bụi bẩn rồi thừa bã nhờ mà vẫn cung cấp được giữ được độ ẩm cho làn da của chúng ta. Đối với da khô, chúng ta cũng có thể sử dụng sữa rửa mặt dạng kem. Tiếp theo là đối với nhóm da dầu cũng như là da hỗn hợp thiên đầu. Đây là loại da mà có lỗ chân lông cực kỳ to. Da đổ rất là nhiều dầu, đặc biệt là ở vùng chữ T ở khuôn mặt. Da này rất dễ là gây nổi mụn, tuy nhiên thì da này nó sẽ bị lão hóa rất là muộn so với các loại da khác. Đối với nhóm da này thì chúng ta lên có hai loại sữa rửa mặt. Loại thứ nhất đó chính là loại sữa rửa mặt dạng gel hoặc là dạng kem giống như dành cho da khô. Và khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt loại gel hoặc loại kem này vào buổi sáng hoặc là vào những cái thời tiết hanh khô như vào mùa đông hoặc là sử dụng khi mà da của chúng ta đang treatment, đang làm điều trị. Và loại sữa rửa mặt thứ hai mà chúng ta cần phải có đó chính là loại sữa rửa mặt tạo bọt. Loại sữa rửa mặt tạo bọt này thì có khả năng làm sạch rất là sâu. Thường thường sữa rửa mặt tạo bọt sẽ hơi có tính kiềm một chút. Nó có khả năng làm sạch sâu rất là cao. Tuy nhiên thì sữa rửa mặt tạo bọt này cũng sẽ hơi khô. Do đó là chúng ta chỉ sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt này vào thời tiết mùa hè nắng nóng, da chúng ta đổ nhiều dầu. Các cái bọt trong sữa rửa mặt sẽ giúp da của chúng ta làm sạch sâu. Đối với làn da nhạy cảm, da nhạy cảm là một làn da rất là đỏng đảnh khó chiều. Đối với làn da nhạy cảm này thì ưu tiên hàng đầu đó chính là sử dụng sữa rửa mặt dạng gel hay là dạng kem. Những sữa rửa mặt không có bọt thì càng tốt. Và đặc biệt lưu ý là khi sử dụng sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng những loại sữa rửa mặt mà có các cái hạt massage hay những hạt li ti, bởi vì những cái hạt massage, những hạt li ti này sẽ khiến cho da của chúng ta trở nên mẫn cảm hơn và dễ gây ra tổn thương cho da nhiều hơn. Chúng ta ưu tiên sử dụng các loại sữa rửa mặt có chứa các cái thành phần làm giảm kích ứng như parthenol hay là olanzon, thì những cái thành phần này sẽ giúp da của chúng ta không bị kích ứng. Những người có hệ miễn dịch dễ phản ứng với các sự thay đổi đột ngột của thời tiết sẽ rất dễ bị nổi mề đay. Tùy vào cơ địa mà người chỉ xuất hiện ngứa ngáy, chỉ nổi mẩn đỏ, sau đó là tự khỏi, nhưng cũng có thể gây ra mề đay mãn tính ở nhiều người. Biểu hiện là xuất hiện những nốt đỏ li ti trên da, luôn cảm thấy ngứa, đau rát cực kỳ khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về chứng bệnh này cũng như là cách phòng tránh, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Trần Huy Hoàng, trưởng khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Thưa bác sĩ, bệnh nổi mề đay thì có những biểu hiện gì ạ? Thì biểu hiện của mề đay dị ứng do thời tiết gồm có các sần phù kích thước từ khoảng 1 đến 8cm, ấn mất, có viền đỏ hoặc viền trắng, ranh giới rõ, thường lan rộng thành mảng lớn, có hình tròn, đa cung hoặc là hình oval, kèm theo cảm giác đó là ngứa rất nhiều. Triệu chứng này thường tồn tại ngắn, xuất hiện và mất đi trong khoảng 24 giờ. Kèm theo bệnh mày đay thì có thể có một số triệu chứng nặng hơn, đó là phù mạch, gồm có phù môi, phù mi mắt, phù vùng lưỡi hoặc là vùng đầu chi, đó là do tình trạng phù lề dưới da gây lên. Về phân loại của bệnh mày đay, theo diễn biến của bệnh gồm có mày đay cấp tính, tức là dưới 6 tuần, và mày đay mạn tính, tức là bị trên 6 tuần. Về phân loại theo cơ chế bệnh sinh thì bệnh mày đay được chia ra đó là bệnh mày đay do cơ chế miễn dịch, bệnh mày đay liên quan đến bệnh tự miễn, hoặc mày đay vật lý hay mày đay tự phát. Mày đay do dị ứng thời tiết thì nằm trong bệnh cảnh của mày đay vật lý, bao gồm mày đay do ánh sáng và mày đay do lạnh. Mày đay do ánh sáng thì thường xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với ánh sáng trong một thời gian dài. Mày đay do lạnh thì thường xảy ra ở trẻ em và người trẻ tuổi. Nó khu trú ở những vị trí mà chúng ta tiếp xúc với lạnh. Thông thường chúng ta có thể chẩn đoán bằng cách test IQ, tức là cho tiếp xúc với hòn đá lạnh để chẩn đoán bệnh. Vậy việc điều trị nổi mề đay thì sẽ được thực hiện như thế nào, thưa bác sĩ? Về điều trị bệnh mề đay, nói chung thì chúng ta phải điều trị về triệu chứng và điều trị về nguyên nhân. Về điều trị dùng thuốc thì gồm có các thuốc corticoid, kháng histamine H1 các thế hệ khác nhau kết hợp với kháng histamine H2 cũng như các chất ổn định tế bào mát. Và cần phải làm gì để phòng tránh nổi mề đay, thưa bác sĩ?
Về cách phòng ngừa bệnh mày đay do dị ứng thời tiết thì chúng ta gồm có các biện pháp sau. Thứ nhất là ăn nhiều rau xanh hoặc hoa quả có nhiều chất vitamin C hoặc nước ép hoa quả và uống đủ nước để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thứ hai, chúng ta giữ nhiệt độ cơ thể luôn luôn ổn định, tức là chúng ta trời lạnh thì chúng ta cần giữ ấm, trời nóng thì chúng ta cần làm mát, tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ. Đặc biệt khi hàng ngày chúng ta tắm thì chúng ta tắm thường nước đủ ấm, không quá nóng, không quá lạnh, và làm sao chúng ta tắm nhanh, tránh trà sát, gãi để làm xuất hiện tổn thương, và nếu có ngứa thì chúng ta bôi dưỡng ẩm, tránh các yếu tố nguy cơ khác làm cho bệnh nặng lên, ví dụ như lông chó, lông mèo, mốc, sợi len hoặc phấn hoa, cây cối mùa phát triển, vân vân. Chúng ta cũng cần dự trữ cái thuốc chống dị ứng tại nhà để khi chúng ta bệnh nhẹ chúng ta có thể dùng, nếu không đỡ thì chúng ta hoặc nặng lên thì chúng ta có thể đến cơ sở y tế khám chữa và điều trị. Quý vị và các bạn, thời tiết mưa phùn và nồm ẩm những ngày qua tại miền Bắc không chỉ gây khó chịu mà còn là nguyên nhân làm gia tăng nhiều bệnh lý, đặc biệt là viêm đường hô hấp ở trẻ em. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Có mặt từ sớm tại khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, chị Bùi Thị Nhung ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đang phải dỗ dành cô con gái 7 tháng tuổi bị ốm. Lo lắng bé bị sốt và ho nên chị Nhung đã vội vàng cho bé đến viện thăm khám. Dạ, do thời tiết là bẩn nên là bé nhà em nó bị ốm ạ. Cháu bị hôm nay 2 hôm ạ. Hoa mới cả khò khè, sổ mũi ạ. Cháu bị viêm mũi họng. Còn đây là cháu Nguyễn Phúc Thịnh, 4 tuổi, ở tỉnh Hà Nam. Do bé có biểu hiện ngạt mũi, ho nên gia đình đã cho đi khám tại phòng khám tư. Uống thuốc 3 hôm nhưng không đỡ nên gia đình đã cho đến bệnh viện khám. Hiện nay thì là do thời tiết nồm ẩm nên là cháu thì nó cũng hay bị ốm về đường hô hấp. Cháu thì nó ngạt mũi này, bác ấy bảo là bị viêm tay giữa, viêm mũi. Đây là hai trong số rất nhiều bệnh nhi đến khám liên quan đến các bệnh lý đường hô hấp trong giai đoạn thời tiết nồm ẩm này. Với thời tiết này sẽ là yếu tố thuận lợi cho các bệnh hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng không bùng phát. Theo đó, độ ẩm trong không khí cao gây tụ hơi nước, đặc biệt là trên sàn, kính, quần áo, đồ dùng, là môi trường thuận lợi cho nấm mốc và các loại virus vi khuẩn phát triển mạnh. Ngoài ra, việc thời tiết liên tục thay đổi, sáng mưa phùn rét, trưa hửng nắng, tối lại lạnh khiến cho trẻ em dễ bị nhiễm bệnh. Cái tỷ lệ mà đến khám ở trẻ nhi ở Bệnh viện Sản Nhi thì đã tăng lên gấp đôi. Đấy, trung bình một ngày thì khoảng 200 trẻ đến khám. Biểu hiện của trẻ đến khám thì đa số là trẻ sốt, đấy, ho, sổ mũi, ngạt mũi. Với thời tiết như hiện nay, các bác sĩ cũng khuyến cáo đến các gia đình có trẻ nhỏ cần thực hiện một số biện pháp sau để phòng tránh bệnh cho bé. Các mẹ phải đảm bảo cái chế độ ăn cho con, chế độ dinh dưỡng, đầy đủ các nhóm dinh dưỡng, đạm, protein, chất béo, rồi nước, vitamin và khoáng. Đấy, thì khi trẻ có một cái sức khỏe tốt thì trẻ mới phòng được bệnh. Thứ hai là tránh đưa trẻ đến những nơi đông người, đấy, những nơi mà có dễ tiếp xúc với các nguồn bệnh. Thứ ba là cái thời tiết nồm ẩm như thế này thì chúng ta sẽ cho trẻ mặc những cái quần áo mà nó thoáng mát, thấm hút mồ hôi và không đưa trẻ ra ngoài môi trường ngoài chơi trong những thời tiết mưa phùn. Thứ tư là không cho trẻ tiếp xúc với những người thân trong gia đình mà đang có những cái dấu hiệu của bệnh. Thứ năm là vấn đề về tiêm chủng. Đấy, chúng ta có thể tiêm chủng cho trẻ đầy đủ để phòng chống một số bệnh như là cúm rồi nhỏ phòng rota. Ngoài việc thực hiện các biện pháp trên, nếu bố mẹ phát hiện những dấu hiệu bất thường của con, cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế, tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, không tự kê đơn chữa bệnh, sử dụng kháng sinh bừa bãi để tránh tình trạng bệnh chuyển nặng hay kháng kháng sinh. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Với điều kiện thời tiết không được thuận lợi như hiện tại, mong quý vị và các bạn sẽ luôn theo dõi chương trình của chúng tôi để giữ cho mình và người thân có sức khỏe tốt nhất. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.